Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình có làm món chả giò chay cho gia đình dùng. Sẵn đây mình chia sẻ đến anh chị và các bạn nha. Món chả giò chay thì cách làm rất là đơn giản, nhanh, gọn, lẹ. Chưa đầy 20 phút vào bếp thì mình đã có ngay cái món chả giò giòn, thơm, ngon cho gia đình như thế này ha. Nếu anh chị và các bạn thích món chả giò này thì mời cùng vào bếp với mình nha. Món chả giò chay thì nguyên liệu rất là đơn giản. Đầu tiên ở đây thì mình có bánh tráng bò bía để gói chả giò ha. Các bạn có thể dùng hiệu nào cũng được nha. Phần nhân thì mình đã chuẩn bị xong cho nhanh ha. Ở đây thì mình có củ sắn, củ cải đỏ và nấm mèo mình đã sắc nhuyễn nè. Các bạn thích khoai môn thì các bạn có thể sắc nhuyễn rồi chiên sơ qua ha. Hôm nay thì mình có củ khoai môn này nè, mình đã hấp chín rồi nè. Nhưng mà mình cho khoai môn hấp chín thì mình cho ít thôi nha. Rồi tí xíu nữa mình sẽ cho thêm bột chiên giòn. Nếu mình cho nhiều quá thì cái phần nhân nó sẽ bị mềm, mình gói bánh nó sẽ không được giòn ha. Thì nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ đi ướp cái phần nhân này nha. Củ cải đỏ, củ sắn và nấm mèo thì mình đã sắc nhuyễn gì nè. Rồi thì mình sẽ cho gia vị vào mình ướp nha. Gia vị thì ở đây mình có hạt nêm chay và muối, tí xíu bột ngọt ha. Vì ở trong củ sắn này nó có vị ngọt rồi nên mình không cho đường nha. Mình cũng cho thêm một ít tiêu xay ha. Rồi thì mình sẽ trộn đều các gia vị này lên. Cái phần khoai môn lúc nãy thì mình cho vào một ít thôi nha. Vì khoai môn hôm nay thì mình không có khoai môn sống để mình chiên á. Thì mình thì thích cái vị bùi bùi của khoai môn. Sẵn trong nhà có một ít khoai môn đã hấp chín rồi thì mình cho vô một ít. Và tí xíu nữa thì mình sẽ cho thêm bột chiên giòn cho cái nhân của mình nó không có bị mềm ha. Cho phai môn vào thì các bạn cho phai môn sống rồi mình chiên sơ lên cho vào thì cái phần nhân của mình nó sẽ được khô ráo và nó sẽ giòn hơn ha. Sau khi mình trộn nhân xong thì cái phần nhân nó được dẻo ráo như thế này nè, thì mình sẽ dò ra và mình đem gói bánh luôn nha. Nếu cái phần nhân này mà nó hơi mềm, các bạn có thể cho thêm bột chiên giòn một ít nha, để cho nó ráo lại. Trộn nhân xong hết thì mình hãy mở bánh này ra. Nếu bánh này mà mình mở trước thì nó sẽ bị cứng. Bánh mà cứng thì mình hơi khó gói ha. Bánh mà nó mềm gì nè thì mình gói chả giò nó mới dễ. Cứng quá thì mình gói tới đâu nó bể tới đó thì nó sẽ khó gói. Thì bây giờ mình gỡ ra trước vài cái và mình gói luôn nha. Gói chả giò thì các bạn có thể gói lớn hoặc nhỏ tùy theo ý thích của mình nha. Mình có thể giò nhân trước hay là mình có thể gói tới đâu thì mình múc tới đó mình gói cũng được ha. Mình sẽ dò trước vài nhân như thế này nè, mình gói vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Rất là đơn giản luôn, mình cho nhân vào và mình cuốn lại như vậy nè. Vậy là mình đã được cái cuốn chả giò đầu tiên ha. Mình gói cũng vừa phải, không lớn và không nhỏ. Các bạn thích cái cuốn lớn thì các bạn có thể nắn cái nhân lớn hơn. Khi mình chiên xong mình có thể cắt ra mình ăn với bún ha. Còn cuốn nhỏ gì nè, khi mình cuốn với rau thì nó vừa luôn thì mình khỏi cắt ra ha. Mình ăn miếng nào thì mình gắp miếng đó, vậy thì nó cũng gọn nè. Để cho miếng chả giò của mình chiên á, nó chắc hơn, nó không có bị bung ra thì mình sẽ dùng cây tăm đó. Mình xiên qua như thế này ha. Rồi mình đem mình chiên vậy thì nó sẽ gọn hơn, mình không sợ nó bị bung ra ha. Rồi bây giờ thì bắt chảo dầu lên, đợi chảo dầu sôi thì mình cho những cái cuốn chả giò và mình chiên đây ha. Lúc đầu thì mình mở lửa cũng vừa phải, khi mình chiên được một lúc rồi thì mình hạ lửa xuống nha. Cho cái miếng chả giò này nó giòn, nó chín đều ha. Chả giò thì chiên cũng rất là nhanh, mình cho cuốn nào trước á, nó vàng trước thì tí xíu nữa mình sẽ gấp ra trước. Mình cứ cho từ từ giác cái bề mặt chảo là được nha. Khi chiên thì mình nhớ kiểm tra cái bề chiên trước nó vàng rồi thì mình sẽ chở liền nha. Khi
Khi chiên vàng hai mặt rồi thì mình sẽ gắp ra. Mình có thể gắp cho vào trong cái miếng giấy thấm dầu hoặc cho vào một cái gỗ để nó rút dầu bớt ha. Khi chiên chả giò thì các bạn nên canh cái độ giòn theo ý thích của mình nha. Các bạn thích giòn nhiều thì các bạn chiên hơi vàng như thế này. Còn các bạn thích giòn vừa phải thì hơi vàng là các bạn có thể gắp ra được rồi ha. Rất là nhanh gọn lẹ luôn. Vậy là mình đã chiên xong cái món chả giò chay ha. Cái món chả giò chay này thì cách làm rất là đơn giản, không cần phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu. Khi thành phẩm thì cái chả giò bên ngoài nó giòn, bên trong thì nó rất là vừa ăn luôn ha. Các bạn có thể dùng ăn với bún nè, hay mình gói với rau, chấm với mắm chua ngọt thì rất là ngon ha. Các bạn ăn chay thì mình dùng gia vị chay, nước mắm chay. Vậy thì cái món chả giò này thì người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được hết ha. Rất là nhanh, gọn lẹ, chưa đầy 20 phút vào bếp thì mình đã có ngay cái món chả giò giòn ngon cho gia đình như thế này. Nếu anh chị và các bạn thích món chả giò này và thích cách làm này thì hãy thử vào bếp làm cho gia đình mình dùng nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình. Và đừng quên nhấn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.